Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America Television trên kênh 57.3 và trên hệ thống truyền thanh toàn cầu VNATV 573.com hoặc VNATV.com. Mong là quý vị đang ăn hưởng một cuối tuần Thanksgiving thật an vui và nhộn nhịp bên gia đình và bạn hữu. Thưa quý vị, trong phần tin cuối tuần hôm nay, WeU bắt đầu ra mắt thị trường. Một thảm kịch đã xảy ra trên xa lộ Texas vào đúng ngày lễ tạ ơn. Black Friday năm nay trở thành Black Thursday. Trang phục đặc trưng của ông vua hài Charlie Chaplin đã được đưa ra để bán đấu giá. Và cuối cùng, diễn viên Elmo từ chức. Và sau đây, Thái Bình sẽ bắt đầu với tin khoa học và kỹ thuật. Thưa quý vị, động vật lạ tấn công người ở Indonesia. Hai con vật lạ đã mất mạng khi chúng tấn công người dân trên phần đảo Borneo thuộc nước Indonesia. Nhưng người ta vẫn không biết chúng thuộc loài nào. Vụ tấn công đầu tiên đã xảy ra tại làng Paongkat trên phần đảo Borneo do Indonesia quản lý. Một con vật tấn công Aris Kuna, một người nông dân 75 tuổi khi ông đang chăm sóc vườn ớt vào một buổi trưa. Một tuần sau thì một con vật khác đã tấn công một công nhân nước ngoài trong đồn điền cọ gần làng Ben vào khoảng 9 giờ sáng. Trước khi tấn công thì nó đã phát ra một tiếng kêu giống như gà và lợn rừng, rồi đứng trên hai chân sau. Hai nạn nhân kể rằng con vật tấn công họ có hình dáng giống như một con gấu và lợn rừng. Khi hai con vật bị giết, dân làng và công nhân đồn điền không biết nó thuộc loại nào. Chiều dài thân của nó khoảng 60cm. Nó có bờm dài và móng vuốt giống như móng của con sói. Một mùi hôi thối rất lạ đã bốc ra từ cơ thể con vật sau khi nó chết. Đây là loại mùi hôi thối mà các thợ săn chưa từng ngửi bao giờ. Con người có thể ngửi thấy mùi ấy từ cách khoảng 10m so với con vật. Tìm ra công thức toán học tốt nhất để người tê liệt điều khiển tứ chi. Trong những năm gần đây, những nhà khoa học chuyên về hệ thống thần kinh đã dồn nỗ lực tìm ra cách để một người tê liệt có thể điều khiển tay chân nhân tạo bằng tư tưởng được gọi là neuroprosthetics. Tuần qua, những nhà nghiên cứu tại trường đại học Stanford tuyên bố rằng đã khám phá ra công thức toán học có tiềm năng cao nhất từ trước đến nay để bắt chước sức mạnh, độ chính xác và tốc độ của hành động tay chân. Sau khi một mảnh chip vi tính được kế vào não của người bị tê liệt, họ có thể điều khiển tứ chi bằng cách tưởng tượng là họ đang khởi động. Vì những thành phần đó của bộ não vẫn còn hoạt động, dù những đường dây thần kinh nối liền não đến tứ chi đã bị cắt đứt hay hư hại. Tuy bắt đầu một vài năm trước, hiện nay, công trình này còn đang trong thời kỳ thử nghiệm và chỉ có một ít số người được tham dự. Những gián điệp xinh đẹp bất động. IC là tên của một loại mannequin chứa camera do hãng Almax tại Italy sản xuất, có hình dạng giống hệt những mannequin khác. Xong chúng giấu một camera trong mắt để theo dõi hành vi mua sắm của khách hàng. Engadget đưa tin, camera truyền dữ liệu ảnh tới một phần mềm nhận dạng khuôn mặt để phân loại khách hàng theo tuổi, giới tính và chủng tộc. Những dữ liệu đó sẽ giúp cho các chủ cửa hàng phát triển chiến lược tiếp thị. Nhiều cửa hàng tại Mỹ và châu Âu đang sử dụng IC có giá khoảng $3,200 để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Almax khẳng định rằng với IC thì các chủ cửa hàng có thể biết số lượng người bước vào cửa hàng của họ trong ngày, khoảng thời gian mà số lượng khách hàng đạt mức cao nhất, những khu vực mà khách thường đứng trong cửa hàng. Wii U của Nintendo nay là hệ thống mới nhất trên thị trường. Cuối tuần trước, vừa đúng lúc cho mùa mua sắm Giáng sinh, hãng Nintendo đã ra mắt hệ thống game mới nhất Wii U. Một lần nữa, Nintendo lại cố gắng giành chỗ đứng trong thị trường game, nơi mà Microsoft và Sony chiếm ưu thế. Với những thiết kế khác lạ, remote điều khiển game của Wii U là một máy cầm tay phẳng với màn ảnh lớn 6.2 phân gọi là Gamepad. Gamepad không những là một dụng cụ điều khiển cho những trò chơi trên màn ảnh truyền hình, mà vì nó cũng có một màn ảnh nhỏ, một số game có thể được chơi trên controller này mà không cần dùng đến TV nếu người chơi trong phạm vi của hệ thống game. Hệ thống với khả năng chứa tài liệu 8GB trị giá khoảng $300 và máy lớn hơn ở 32GB sẽ được bán với giá khoảng $350. Thưa quý vị, để mở đầu phần tin đời sống và sức khỏe là một tin rất thú vị và cũng là một tin mừng cho quý đàn ông. Đàn ông ngủ nude, có nghĩa là ngủ không có quần áo, có thể hạn chế bệnh tình dục. Theo các nhà nghiên cứu thì ngủ nude có rất nhiều tác động cho cả hai giới. Đây được xem là phương thức hữu hiệu giúp cho quý ông có thể hạn chế được các loại bệnh tình dục. Ngủ trong tình trạng thiếu vải có lợi cho cả sức khỏe về thể chất và sức khỏe về tâm thần, nhất là thư giãn cơ thể. Ngủ nude đối với nam giới giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm chứng táo bón mãn tính, tiêu chảy mãn tính, đau lưng, đau đầu, cải thiện chức năng cơ thể, có cảm giác ngủ tự nhiên, thoải mái. Chưa kể còn làm tăng hoạt động của các tuyến da, bài tiết và có lợi cho sự của bài tiết của cơ thể, tái sinh của da,
hữu ích trong cải thiện sự thích ứng, miễn dịch của cơ thể. Khi ngủ mà không vướng bận quần áo, khí huyết cơ thể được lưu thông, giúp giảm nhiệt độ, tinh hoàn khiến tinh binh hoạt động mạnh mẽ hơn, ngăn ngừa các rối loạn chức năng tình dục ở nam giới. Ở tạm nhà người quen trong mùa lễ bao lâu là quá lâu? Bao lâu là quá lâu khi ở tạm nhà người quen lúc thăm viếng trong mùa lễ? Một cuộc tham khảo của chuỗi khách sạn Extended Stay America gồm 4.000 người cho biết rằng khoảng 36% cho rằng tạm trú với họ hàng từ 4 cho đến 6 ngày là quá lâu. Khoảng 25% nói hơn một tuần mới là quá lâu. Nhưng cũng có một thiểu số 18% nói rằng là gia đình thì muốn ở lại bao lâu cũng chẳng sao. Còn ở với gia đình xuôi ra thì lại có kết quả khác. Khoảng 43% những người cho ý kiến nói rằng sau 1 đến 3 ngày là họ đã muốn cuốn gói bỏ đi. Tuy vậy, trong mùa lễ này, nhiều người muốn tiết kiệm cước phí du lịch sẽ phải cắn răng, mỉm cười với họ hàng. Và thay Vịnh ơi, thì họ không có nói là trong cái cuộc trưng cầu ý kiến này là họ hỏi những người Mỹ trắng, Mỹ đen hay là Á Đông, không nói là sắc tộc nào. Thì Thái Bình có nghĩ là người Á Đông của mình có cái tư tưởng khác hay không? Tại vì chúng ta có khái niệm của một đại gia đình, thì có thể là càng đông thì càng vui thôi. Thái Bình nghĩ đó thì chủ yếu là gia đình châu Á rất coi trọng về thành phần gia đình. Cho nên là thưa quý vị, gia đình của Thái Bình đó thì có người họ hàng đến thăm thì rất là quý, cho nên họ có thể ở bao lâu cũng được. Với lại ở trên nước Mỹ thì thường họ hàng ở cách xa nhau rất là xa, có người ở tiểu bang khác vào để mà thăm viếng nữa. Cho nên là gia đình Thái Bình lúc nào cũng muốn thật nhiều họ hàng đến, tại vì lâu lâu mới có dịp gặp một lần. Còn theo Thái Bình nghĩ thì người Mỹ thì thường là họ coi trọng về privacy, là tính cách tư nhân nhiều hơn, cho nên họ chỉ muốn gặp vài ngày thôi, còn nếu mà nhiều quá thì họ cho là phiền. Chắc là như vậy, nhưng mà quý vị ơi, chúng ta ở Mỹ cũng lâu rồi thì có thể nhiều gia đình có cái tư tưởng khác nhau. Cũng giống như gia đình có thể là trẻ hơn thì họ có thể có cái tư tưởng giống Mỹ hơn. Thì Tuyết Lê cũng không biết rõ nữa, cho nên quý vị đừng có nghe Thái Bình Tuyết Lê nói mà cứ đến ở nhà họ hàng mà cứ ở suốt ngày, suốt đêm, suốt tuần, suốt tháng. Thì Tuyết Lê và Thái Bình không có thể chịu trách nhiệm được. Cái này chúng ta nói chung thôi. Điều tốt nhất là trước khi quý vị đến thăm thì cứ hỏi. Dò ý kiến trước để cho mọi người hiểu nhau dễ hơn, khỏi mất lòng. Thưa quý vị, để tiếp tục với phần tin, một người đàn ông đã chết sau nhiều năm biến thành hổ. Sống tại tiểu bang Nevada của nước Mỹ thì Dennis Avner đã mất một thời gian dài để theo đuổi nỗ lực biến mình thành người hổ. Ông đã trải qua nhiều lần phẫu thuật để cơ thể trở nên giống với chúa sơn lâm hơn, từ răng nanh, mái tóc dài, rim ép tai cho tới một cái đuôi giả. Abner là một công nhân của xưởng sản xuất chương trình máy tính và thường xuyên xuất hiện trên một số chương trình truyền hình nổi tiếng của thế giới như Right Please Believe It or Not. Shannon Larratt là bạn của Dennis đã viết về người hổ này trên một blog cá nhân như sau. Ông là một người đàn ông tuyệt vời và phức tạp. Ông đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống một cách đáng kể. Mới đây, ông đã tự lấy đi mạng sống của chính mình ở tuổi 54. Tờ Mirror cho biết thì người ta đã tìm thấy xác của Dennis tại nhà riêng của ông ở Tonopah hồi giữa tháng 11. Thanh thiếu niên ngày nay có khuynh hướng chú trọng vào thân hình rắn chắc. Ngày nay, những thanh thiếu niên coi trọng thân hình rắn chắc và dùng những cách thức như nhịn ăn, tập thể thao, giải bột protein hay thậm chí dùng chất steroid để đạt được. Theo tạp chí Pediatrics, không những là các chàng trai mà các cô gái trẻ hiện nay cũng theo chiều hướng này. Trong gần 3.000 học sinh trung bình 14 tuổi, có 68% nam và 62% nữ đổi cách ăn uống để làm bắp thịt rắn chắc hơn hay đô hơn. Đáng lo ngại hơn là có 6% nam và 5% nữ dùng chất kích thích steroid để đạt được mục tiêu này. Nhưng dù là không dùng những chất phạm pháp đi nữa, phụ huynh nên chú ý đến những thay đổi trong thói quen ăn uống và tập thể dục của các em, vì nếu làm quá mức có thể có hại đến sức khỏe. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Bà Diana Carey, một tân nghị viên đắc cử của thành phố Westminster, được hỏi bà sẽ làm gì trong nhiệm kỳ đầu với vai trò của một người nghị viên, thì bà nói rằng chúng tôi cần phải giảm bớt thủ tục hành chính như xin giấy phép, môn bài để giúp cho giới thương mại dễ dàng hoạt động hơn. Là một thành viên của phòng thương mại Westminster, bà hiểu rõ nhu cầu của các chủ doanh nghiệp nhỏ. Điều quan tâm kế đến của bà là khuyến khích cư dân mua sắm tại các cửa hàng trong thành phố, nhất là làm sao tái phát triển Westminster Mall để có thể cạnh tranh với khu Belterra của thành phố Huntington Beach. Về cá nhân thì bà Diana Carey muốn học hỏi các kiến thức cần thiết về việc điều hành thành phố. Về kinh nghiệm làm việc với cộng đồng Việt Nam, bà đã kể lại rằng tôi đã tham dự diễn hành Tết và rất mong được đến thăm các doanh nghiệp và cư dân gốc Việt trong thành phố này.
Bà tỏ ý tha thiết đem lại sự thay đổi để thành phố và đời sống của cư dân đa sắc tộc mỗi ngày một thông cảm với nhau hơn. Khuynh hướng theo đảng chính trị của dân Mỹ Á tại quận Cam. Khuynh hướng theo một đảng chính trị nào đó của dân Mỹ Á tại quận Cam được dẫn đầu bởi những người gốc Việt, không có biên giới rõ ràng theo những thống kê ra cửa của cuộc bầu cử năm nay. Người Mỹ gốc Á tại Orange County thường ghi danh theo đảng Cộng Hòa nhưng lại bầu cho Obama nhiều hơn. Chẳng hạn, những thành phố có đông đảo người Mỹ Á như Irvine, Westminster và Garden Grove đều đã bỏ phiếu cho Obama. Tuy số người ghi danh theo đảng Cộng Hòa cao hơn đảng Dân Chủ đến 8 điểm. Phiếu người Việt là một yếu tố quan trọng giải thích mâu thuẫn này, vì người Việt có thể không trung thành quyết liệt với một đảng nào hết. 7 người Việt đã bị bắt vì bị nghi đánh bạc lậu. Cảnh sát của thành phố Garden Grove đã bắt giữ 7 người Việt Nam lúc 7 giờ tối thứ Ba ngày 20 tháng 11 vừa qua tại nhà hàng 3 số 9 hay còn gọi là 999 Restaurant trong khu phở 54 trên đường Brookhurst góc với McFadden. Không rõ lý do, khu này thuộc thành phố Westminster nhưng không hiểu sao cảnh sát Garden Grove lại có mặt. Cảnh sát tịch thu một số tang vật gồm máy điện toán, một số điện thoại di động và 44.000 đô tiền mặt. Ông Nightingale cho biết thêm, người qua lại chỉ thấy khách và nhân viên bị buộc phải ngồi xuống đất. Phía bên ngoài nhà hàng, theo lệnh của nhân viên cảnh sát mặc đồng phục ghi chữ Gang Unit sau lưng. Sau đó, từng người được mời vào bên trong nhà hàng để thẩm vấn, một số đã được thả. Vẫn theo tin của cảnh sát thì nội vụ trong vòng điều tra. Black Friday năm nay trở thành Black Thursday. Cần gì đợi đến thứ sáu đen để mua sắm khi các cửa tiệm đã bắt đầu những cuộc đại hạ giá đêm thứ năm? Walmart và Sears đã mở cửa lúc 8 giờ đêm lễ tạ ơn và Target lúc 9 giờ đêm. Kmart cũng muốn kéo khách sớm hơn nữa, bắt đầu Black Friday thứ năm lúc 6 giờ sáng. Một nhân viên Target từng học tại UCI đã gom được hơn 300.000 chữ ký cho một thỉnh nguyện thư yêu cầu Target đừng mở cửa thứ năm để cứu truyền thống lễ Thanksgiving. Tuy nhiên, những người khao khát mua sắm với giá rẻ đã không ngần ngại xếp hàng ở bất cứ ngày nào, giờ nào. Theo một cuộc thăm dò ý kiến, năm thứ mà người đi shopping trong mùa lễ này mua nhiều nhất là quần áo, đồ chơi, đồ điện tử, nữ trang và mỹ phẩm. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi phải tạm ngưng để mà đưa đến cho quý vị một vài thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời băng tần 57.3, thế giới về ngày thực sự sẽ trở lại.